Còn đây là gì? Thằng Nga nhé, cảm ơn nhiều. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Bây giờ thằng Nga với chú Cười xin kính chúc toàn thể quý vị có những cái ngày lễ, ngày đặc biệt của Tết Trung Thu thật là nhiều hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Chúc cho các cháu thiếu nhi nha, học giỏi, chăm ngoan, nghe lại cha mẹ nha các con. Các con ơi à, dạ giỏi quá. Bây giờ nè, bây giờ chú Cười với thằng Nga sẽ xuống múa. Múa xong rồi cái dẫn mấy đứa con đi chơi, chịu không? Chịu, vỗ tay coi, vỗ tay. Yeah. Mấy con ơi, mấy con có lồng đèn chưa? Có lồng đèn hết chưa? Con có hả? Con dở quá bời. Mấy con dở quá. Bây giờ thằng Nga với chú Cười múa cho mấy con coi nè. Coi cái bộ sách lồng đèn. Lồng đèn đi chơi gì nè. Yeah. Ok, cảm ơn tất cả toàn thể quý vị. Ok, đây chú Cười. Yeah.